ghim ngay những điều sâu sắc này để sống đời an nhiên. Phật dạy, con người muốn hạnh phúc phải biết điểm dừng, không đánh mất bản thân, đặc biệt phải tránh xa bảy chữ quá mang họa sát thân này trong tâm trí. 1. Quá vui mừng sẽ dẫn đến lỡ lời. Niềm vui đến khi hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình với xung quanh, tuyệt đối đừng để mất đi sự thận trọng trong lời nói, bằng không sẽ trở nên tự mãn và kiêu ngạo, làm tổn thương người khác, đắc tội với tiểu nhân, thêm thù bất bạn. Sau này làm việc gì cũng khó, như bị đá cản đường. 2. Quá tức giận dễ đến phi lễ. Khi tức giận, đừng để bản thân mất kiểm soát, không điều khiển được lời nói và hành vi sẽ dẫn đến hành xử thô lỗ, đặc biệt là với bề trên. Vậy nên khi tức giận, hãy im lặng, để ngọn lửa đỏ trong lòng nguội lạnh mới có thể tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt. 3. Quá đau buồn dễ dẫn đến thối chí. Con người dù đau buồn đến đâu cũng tuyệt đối không được tuyệt vọng, sa sút tinh thần, thối chí không cầu tiến. Cuộc sống luôn có một quy luật, không có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống cả. Đằng sau rất nhiều niềm vui là những cái bẫy ẩn mình. Khi cánh cửa này khép lại, luôn có một cánh cửa khác mở ra. Thế nên, thay vì ngồi một chỗ chờ chết, hãy đứng lên và hành động. 4. Quá tính toán dễ mất đi chân tình. Sống quá tính toán, chia ly từng cắt từng đồng sẽ khiến bạn bè, thậm chí là người thân, cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Trong các mối quan hệ thân mật, thứ dễ phá hủy đi tình cảm đó là sự tính toán. Thay vào đó, hãy hết lòng yêu thương chân thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 5. Quá u mê trong men rượu dễ làm chuyện thất đức. Men rượu sẽ khiến tâm người u mê, nhúm chàm, dẫn đến làm việc thất đức. Bởi uống rượu dễ khiến bản thân mất kiểm soát, phun lời tà đạo, làm điều sằn bậy, mất đi cốt cách của mình, thậm chí còn gây hại cho người khác. 6. Quá lọng ngôn, lòng người không tính phục. Một lời nói ra nặng tựa như núi Thái Sơn. Người càng thích ba hoa sẽ khó có được sự tín nhiệm của người khác, thậm chí còn bị dèm pha nói xấu sau lưng. Đừng hứa hẹn những việc không thể làm, đừng khoác lác những chuyện không hề có, hãy sống khiêm tốn và tự tin là chính mình. 7. Quá tham vọng dẫn đến họa sát thân. Người xưa có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, quả là không sai. Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng tuyệt đối nên biết điểm dừng. Vì vọng quá nhiều nhưng không đạt được sẽ bị dài vò, sống không bằng chết. Ham muốn quá cao, không thấy bờ thấy đáy, sẽ làm những chuyện tán tận lương tâm. Làm người phấn đấu hết mình nhưng phải dừng lại đúng lúc, như vậy mới bảo toàn được bản thân và sống an yên. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Giữa người với người đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ là một dạng phong độ, một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành khiến bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế,
hãy mở lòng mình ra, tập sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở một vị trí cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Hãy học cách chấp nhận. 1. Không có gì là không thể thay thế. 2. Chẳng có thứ gì trên đời này bạn cần phải bám chặt tới cùng hay cố gắng sở hữu bằng mọi cách cả. 3. Cuộc đời có bao nhiêu thời gian, sao cứ phí công sức vào những người, những chuyện chẳng đáng. 4. Bạn phải hiểu rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. 5. Thậm chí tình cảm chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Chỉ cần có hoàn cảnh, có điều kiện thích hợp, có mối khác ngon hơn, lòng người chắc chắn lung lay. 6. Vậy nên, nếu một ngày người bạn yêu rời đi, cũng đừng quá đau lòng. 7. Đừng cố níu kéo khóc lóc quỵ lụy hay hành hạ bản thân một cách vô lý. 8. Được mất trong đời là chuyện thường tình. 9. Hiểu được điều này, bạn mới có thể đứng vững hơn giữa phong ba bão táp cuộc đời. 10. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. 11. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta không cần một người hoàn hảo, chúng ta chỉ cần một người có thể vì mình mà tốt lên từng ngày. Một người không hứa nhiều nhưng đã hứa là nhất định sẽ làm. Một người có thể chia sẻ với ta mọi việc, chứ không phải chỉ biết đứng nhìn ta chịu vất vả. Một người mà sau này tình cảm không còn mặn như trước thì cũng không giấu giếm ta điều gì. Đôi khi phải mất mát mới biết được cái gì thuộc về mình. Đôi khi phải cô đơn mới biết có ai bên mình. Đôi khi phải đau khổ mới biết được ai là người có thể làm ta hạnh phúc. Phật nói, đời người cũng chỉ như một đóa hoa, nở rồi lại tàn. Không phải ai cũng có thể trải qua tất cả những thăng trầm, lên voi xuống chó. Cuộc sống dù tốt hay xấu, những người chúng ta gặp có tốt hay không đều là trách nhiệm của chúng ta. Chỉ những gì chúng ta đã thực sự trải qua mới có thể trở thành ký ức thực sự của chúng ta. Những sự kiện đã qua đó cũng là những sự kiện khó quên nhất trong trí nhớ của chúng ta. Những ngày tháng đó là những ngày chúng ta thật sự sống. Cuộc sống luôn cần được thấu hiểu từng chút một. Những người khôn khéo tính toán thiệt hơn luôn tranh luận từ những chuyện nhỏ nhặt. Những kẻ soi mói vạch lá tìm sâu đều đang tự chuốc phiền phức vào mình. Đó là một sự giày vò mới mà chính chúng ta tự thêm vào mình. Trong cuộc sống, chúng ta bị vây quanh bởi những thứ nhỏ nhặt như củi, gạo, dầu, muối hàng ngày. Nhưng tâm trạng là của bạn, cuộc sống cũng là của bạn. Nóng lạnh thế nào chỉ mình bạn biết. Trong lòng bạn có quan tâm hay không cũng không liên quan gì đến người khác. Chỉ có tâm trí của chính bạn đang mãi bận rộn tính toán. Một cuộc sống tốt đẹp không phải sống bằng sự may mắn, mà bởi sự trong sáng của trái tim bạn, nụ cười vô ưu trong cuộc sống và sự bình tĩnh giúp bạn tiến về phía trước. Rốt cuộc, đích đến của cuộc đời là sự tĩnh lặng, bình yên bên trong tâm hồn. Cho dù bạn đã trải qua bao nhiêu niềm vui, chán nản, do dự, vướng mắc hay đau đớn, khi bạn vượt qua chính mình và giữ bình tĩnh, bạn đã gạt bỏ những rắc rối và mất mát bên trong. Bạn sẽ cởi mở hơn và sống cuộc sống của chính mình. Chúng ta không cô đơn bởi vì cuộc sống xung quanh ta muôn hình vạn trạng. Điều nâng đỡ trái tim chúng ta không phải là sức mạnh mà chính là niềm tin. Niềm tin này chính là sự hiểu biết và bao dung của chúng ta đối với cuộc sống của chính mình. Khi gặp phải những rắc rối, thay vì xoắn xuýt lo lắng, tốt hơn là hãy đối mặt với chúng một cách chân thành. Nếu bạn luôn nghĩ về được và mất, bạn sẽ cảm thấy rằng
bạn luôn ép buộc bản thân và thậm chí trái tim của bạn sẽ đầy rẫy những vướng mắc. Tốt hơn hết, bạn nên hành động và làm theo quyết định của trái tim mình. Khi chúng ta đến với thế giới này, không có nhiều người có thể thực sự tận hưởng hạnh phúc. Chúng ta đã trải qua những thăng trầm. Hãy để bản thân bao dung và độ lượng hơn để có thể hiểu được sự căng thẳng và lo lắng của chính mình chính là hiểu được cuộc sống của chính mình. Tâm có thể dung nạp được thì mới có thể hòa nhập với vạn vật trên đời. Đúng như nhà Phật nói, một là tất cả và tất cả là một. Cuộc đời chẳng qua là hoa nở rồi tàn, trong lòng chẳng có gì, gió trong trăng sao tự tỏ. Nếu bạn có một trái tim tự do tự tại, bạn sẽ có một cuộc sống nhàn nhã khoan thai, sống chậm lại để nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Đời sẽ đẹp khi tâm mình không hẹp. Có nhiều người cho rằng đợi khi giàu có họ mới bắt đầu hành thiện tu tâm báo hiếu cho cha mẹ, mà họ lại quên mất rằng là có những người ta chỉ mới gặp gỡ hôm nay thôi, nhưng ngày mai đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này rồi. Hoặc có khi cha hoặc mẹ ta mới còn nói cười cười đó, nhưng vài giờ sau đã ra người thiên cổ. Vô thường có bao giờ hẹn trước với ai đâu. Nếu kinh tế bạn còn khó khăn thì bạn có thể thăm viếng, chăm nom cha mẹ bằng cách này hay cách khác, hoặc một cú điện thoại hỏi han, cha mẹ bạn cũng thấy ấm lòng. Đâu cần phải tiền đầy tủ, vàng đầy kho thì mình mới làm cho cha mẹ vui được. Mà đôi khi những món quà nho nhỏ, những cái bánh thơm ngon dâng lên cha mẹ cũng nói lên sự hiếu thảo rồi. Giàu thì ta có cơ hội lo được cho cha mẹ nhiều hơn, nhưng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo rồi bỏ bê cha mẹ, vừa thiếu thốn vật chất vừa thiếu luôn tình hiếu tử đối với song thân, thì rất tội nghiệp cho người già và bản thân ta cũng mang nghiệp nặng nề. Sống thì hay gặp xui xẻo và thất bại, mà chết thì bị đọa thẳng vào nơi thống khổ đau thương. Tu tâm hành thiện cũng thế. Hành thiện là tạo phước bên ngoài, còn tu tâm là quay về trao dồi đạo đức bên trong. Lúc ta thành công thì đừng bao giờ quên giữ cho mình đức tính khiêm hạ và một lòng tu niệm để giữ cho sự thành công đó được lâu dài, bền bỉ với thời gian. Còn lúc ta khổ thì càng phải tu nhiều hơn và tạo phúc từ những việc nhỏ nhất để mong cải thiện cho hoàn cảnh mình trở nên tốt đẹp. Quan trọng nhất là tâm mình đừng nhỏ hẹp thì cuộc đời sẽ đẹp mà thôi. Đạo ở nơi đời. Đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Đừng mong giàu có cơ ngơi, chỉ mong mọi phút thảnh thơi vui cười. Đừng mong gắn kết với người, chỉ mong duyên đến vẹn mười duyên đi. Đừng mong không biết sầu bi, chỉ mong mỗi niệm đến đi tỏ tường. Đừng mong được thải yêu thương, chỉ mong lòng rộng không vương buộc ràng. Đừng mong vui cõi thiên đàng, chỉ mong giác ngộ thế gian huyễn trần. Đừng mong kết nối xa gần, chỉ mong trọn vẹn nơi thân tâm mình. Đừng mong suốt kiếp an bình, chỉ mong thấy pháp diệt sinh vốn là. Đừng mong thoát khỏi ta bà, chỉ mong tỉnh giác trước nhà tự sinh. Đừng mong ai đó hiểu mình, chỉ mong tỏ rõ nhân sinh vô thường. Đừng mong đi khắp nẻo đường, chỉ mong lòng sẵn yêu thương lúc cần. Người đời theo nghiệp xoay vần, ai người tỉnh thức chỉ cần sáng trong. Mỗi tâm mỗi niệm rõ không, tỉnh mê hay biết thông dong hiển bày. Niết bàn an lạc nơi này, tìm chi một cõi phương Tây xa vời. Giác ngộ nương ở cuộc đời, từ nơi vui khổ đạo ngời tỏa hương. Suy ngẫm, trời sinh mọi thứ trên đời
đâu được trọn vẹn như người ta mong. Sông có khi đục khi trong, bên bội bên nở đổi dòng có khi. Chặng đường sống mọi người đi, có ai không lỗi đời thì vẻ vang. Đọc sách thì phải sang trang, có lỗi phải biết sửa sang đổi đời. Mấy ai sống ở trên đời mà không vấp ngã để rồi đứng lên. Trên đời bạn có thể quên, đánh rơi nhiều thứ cả tiền đúng không? Thế nhưng Phật khuyên bạn đừng bao giờ đánh mất lương tâm con người. Phật khuyên sống ở trên đời, hãy giữ chữ tín vàng mười khó mua. Cuộc đời số phận đẩy đưa, nên voi xuống chó xin thưa bình thường. Tu tâm hành thiện cúng dường, biết vừa biết đủ trời thương bù trì.